Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại mũ Iron Man Helmet cho mọi người xem nha. Mong mọi người ủng hộ kênh mình à. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.